quý vị quan khách cùng bạn nữ xa gần, những người chưa quen, những người đã quen và những người mới quen đã bỏ chút thời giờ đến tham dự chương trình cây quỷ tình thương nhân ái ba với chủ đề Con mơ về nhà. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép chúng tôi được thay mặt ban tổ chức và những người thực hiện chương trình gây quỹ ngày hôm nay và toàn thể quý vị hiện diện tối hôm nay gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, không mục đích để chúng tôi thực hiện chương trình tình thương nhân ái với mục đích nhằm kết nối các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đến với các em mồ côi, khuyết tật, bại não tại quê nhà. Tình thương nhân ái được ra đời với mục đích này và cho đến nay chúng tôi đã thực hiện 3 chương trình và hôm nay chương trình tình thương nhân ái 3 với chủ đề Con mơ về nhà. Và kính thưa quý vị, nếu không có những bàn tay đóng góp của quý vị và chắc chắn tình thương nhân ái của chúng tôi sẽ không thực hiện được. Bởi vì gieo yêu thương sẽ gặt an lành, cho đi là nhận tất cả. Và chắc chắn tối hôm nay quý vị hiện diện hôm nay, đông đủ hôm nay, chắc chắn quý vị chúng ta sẽ có một niềm vui hạnh phúc, một niềm vui rộn rã, bởi vì quý vị đã đóng góp một phần nào đem hạnh phúc đến cho những các em bất hạnh tại quê nhà. Và để không có thì trước khi sau đây chúng tôi trong chương trình đầu ngũ này, chúng tôi cũng gửi lời sâu sắc cảm ơn đến ban nhạc gồm anh Tài keyboard, anh Phương guitarist và anh Đệ guitar bass và Hoàng Phi trống với những giọng ca tuyệt vời và những ca sĩ nổi tiếng sẽ cống hiến quý vị một đêm nhạc ngủ thật là ấn tượng. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ bước vào chương trình chính của dòng vũ đêm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nhà thực hiện chương trình tình thương nhân ái. Chắc quý vị mình biết là xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn gửi đến Mỹ Kim. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng giới thiệu hai thiện nguyện viên rất là bỏ thời gian ra rất nhiều cùng với Mỹ Kim, đó là Kim Thu và Philip. Xin mời Kim Thu và Philip. Hai nhà thiện nguyện này cũng sẽ gửi đến quý vị và chia sẻ đến quý vị những chuyến đi của năm rồi về Việt Nam để thực hiện chương trình tình thương nhân ái trong các viện mồ côi, trong các viện trẻ em khuyết tật và bại não. Lời nói đầu tiên, Mỹ Kim xin kính chào các anh chị và kính chào các nhà bảo trợ và các nhà mạnh thường quân và các anh chị trong hạt lính trong nhóm tình thương nhân ái và tất cả các anh chị đã mang thứ Mỹ Kim đến đây để giúp cho các em khuyết tật và những em mồ côi và những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam. Những cái chương trình Mỹ Kim đi đã chiếu trên màn ảnh. Mỹ Kim lần này Mỹ Kim đi là Mỹ Kim sẽ đi nhiều nơi, ở Củ Chi thì hai chỗ, những em bé khuyết tật và những mảnh đời bất hạnh, và Mỹ Kim sẽ về Mỹ Tho hai chỗ và Bến Tre một nơi, và Sài Gòn một cái chùa và đi Huế hai nơi, Đà Nẵng ba nơi. Tổng cộng Mỹ Kim chuyến đi kỳ này là Mỹ Kim sẽ đi 10 nơi và có thể là có Philip đi cùng Mỹ Kim như năm rồi và Kim Thu. Đây là Philip đã cộng tác với Mỹ Kim là ba show ở nhà, ba show từ thiên nhân ái. Kim Thu thì hai show. Hai người bạn này rất là ủng hộ Mỹ Kim về việc từ thiện. Vậy Philip nói chứ. Thật tình mình rất cảm ơn các mạnh thường quân trong những đợt chương trình tình thương nhân ái lần trước. Thương lắm mọi người ơi, khi mà về mình thấy Mỹ Kim về Việt Nam đi đến những trung tâm đó muốn rơi nước mắt. Các em rất cần những sự đóng góp, sự hảo tâm của các quý vị, dù chỉ là một đơn giản thôi, chỉ cần những cái tã hay là chỉ cần những viên thuốc để sống qua ngày hay một bữa ăn rất là nhỏ.
đôi lúc đó là tuần trước là mình cũng là cố gắng đi hai mươi nơi chị đi, tuần trước thì đi hai mươi nơi, bảy nơi nha, bảy nơi. À, có những nơi mà của cô các em là không có người chăm sóc và rất ít nhân viên chăm sóc các em phải nút trong những cái chờ, nút trong những cái lầu tập trung thần kinh nó bị trói tay trói chân là rất là tội nghiệp em, mình mới biết kim đi mà na chị em thì chỉ biết rơi nước mắt đó thôi. MC Thái Lan ở đây và chị Mỹ Kim chủ cũng như là người phải có một cái tâm huyết rất là cao cả, đã tổ chức ra mấy lần mấy năm trong mấy năm liên tiếp chơi cực kỳ. Thì em cũng học phải nói bài câu hay ho, nhưng mà những gì em nói thì bằng thừa rồi, thì vì mọi người đã nói hết rồi nhé. Em chỉ có thể nói rằng trên cả tuyệt vời. Thì xin chân thành cảm ơn chị Mỹ Kim và tất cả các anh em làm ở đây, và sau đó đến các nhà hảo tâm đã rất là hào phóng để mà quyên góp, và sau đó là sự có mặt đông đủ của quý vị tại đây, đó là một điều rất là phải nói là xin nói lời chân thành và cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rất là cảm động như là chị Mỹ Kim và khi biết trời nói chúng ta tuy rằng không cùng dòng máu nhưng chúng ta đã làm một việc, đó là tình nghĩa của đồng hành. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, xin thành cảm ơn. Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
vượt qua bao nhiều kỷ niệm như là giấc mơ, đầy không như trong mơ, tình yêu đó mấy ai nào ngờ. Thank you.
Thank you.
nàng là chi nữ cung kính đôi mày, hôm nàng môi đỏ mắt chưa vẫn phương vị, chân son gót nhỏ đi tìm hương ấm cho đời, trời xanh đã thank you.
mình trong chiều vắng nhớ đôi môi ngọt ngào I'm not afraid of the dark.
thành vấn đề.